tôi ra cái khu vực này để bẫy rắn, thử nghiệm xem là hôm nay đi bẫy rắn xem có được không. Để cái khu này rất là rộng rãi, hay được đi chỗ này là khu công nghiệp, nó bỏ hoang, có thể rất nhiều rắn đấy, bỏ hoang nhiều năm nay, cây cối mọc um tùm. Đây là cái lồng bẫy rắn này, trong này tôi đặt đấy, trong này đặt mấy cái con mồi đấy. Một cái bình nước để cho nó sống. Rồi, đi tìm xuống đây xem chỗ nào lõng rắn nó đi này. Rắn nó đi chỗ nào có xác con rắn thì đặt cỏ rất là rậm, cây cối um tùm, chắc chắn là đây có rắn rồi. Xem chỗ nào có xác con rắn ấy. Là nguy hiểm, cây không nhìn thấy lối đi nào. Ui dồi, cây si hổ này nó đi vào rắn rồi. Đứng khó lách chân nó khó. Rồi cái khu này đỡ rồi. Đi đỡ. Trông nguy hiểm quá. Chỉ là hoang sơ. Khu công nghiệp bỏ hoang đây. Khu công nghiệp bỏ hoang. Người ta lấy đất để làm một cái gì đó, nhà máy hay sinh nghiệp, công trường gì đó, nhưng người ta lại nhiều năm người ta không làm, để là cây cối mọc um tùm bỏ hoang, chắc là rắn nó sẽ tập trung được, tôi sẽ tìm một cái chỗ nào đấy nghi ngờ có rắn thì tôi sẽ đặt. Chỗ này khó đi vào lắm đấy. Chỗ này là có cái cây siêu hổ nó mọc rất nhiều. Kia có một cái đài nước. Đài nước đó nha. Nhưng mà đường đi vào khó lắm. Có đi được không? Cái bể nước hay một cái nhà gì đó, một con người ta ở xong bỏ hoang thì rắn rết hay chui vào. Thế nhưng mà đường đi vào tương đối khó, sẽ cố gắng thôi đi vào. Thank you.
cây này xuống, đập cái cây này xuống. Đấy. Xem một cái sườn này, cái vết chuyển đi không? Xem nào, trong này có cái gì? Đây là đây, một cái chuyển đi đấy. Xem nào, trong này có cái gì? Những cái gì? Có nguy hiểm không? Trước đây là bể lọc nước, bể lọc nước. Bây giờ có con gì nó đục đây? Con gì đục đây? Chắc chắn là con gì, con chuột hay là con cáo hay là con gì đó. Chỉ là phía bên kia có cái gì trắng trắng. Phía bên kia có cái gì trắng trắng. Trông như xác một con, xác con rắn, trông rất ghê, dài dài, trông rất ghê, trông ghê lắm. Được rồi, tôi sẽ đi sang một đấy, nhưng bây giờ tôi sẽ đi lấy cái này, lấy cái bẫy ấy. Bây giờ là lấy cái bẫy, xem đặt chỗ nào. Đặt chỗ nào đấy, lấy cái bẫy này đặt một chỗ đấy, sau đó đi tiếp. Tôi cứ đặt bừa đây. Đặt cái bẫy ở chỗ này đi. Cái gì? Cái nhà này xịn quá. Không có gì cả. Trông ghê quá.
cái hồ tròn tròn chẳng chẳng hai cái nhà, cái toilet của người ta cũng trông gì quá. Công vật thể chẳng về quá đấy, không một số người người ta trồng cây cây lá xoan à, cũng tốt lên rồi. Thôi được rồi, thế đâu rồi cứ để đấy mà quay ra. Có con cỏ mà nó chỗ này nó mới súng đi bắn được cỏ đấy. Được rồi, có súng bắn là được, rình có súng để mang súng đi. Thôi được rồi, cứ như thế để đây đây nhá, sườn cái này thì bắn nó đi quay về để mai còn để mai thì ra để kiểm tra chắc mai chắc chắn mai thì sẽ chiều mai mang theo cả súng ra được bắn con cỏ quay lên là quá trình quay rồi. Đây thì ngay đường quốc lộ nhưng mà hoang vu quá. Súng ra đây gặp con gì bắn lên đây thấy cái gì vậy? Thấy một cái cột cột sắt cột cả ngày xưa của người ta cột cả bên này. Đấy, quay lên mai ra kiểm tra đứng ra đường nào đây, có cái đường lối nào để ra khỏi bị mắc đường ra khó đấy. Ấy con gì chạy, con cáo hay con gì đây, chạy rất nhanh không nhìn rõ con gì, cái gì đó đấy, đẹp mai. Rồi bây giờ là 8 giờ sáng ngày hôm sau, trời đã nắng khô xương. Tôi sẽ ra tôi tìm bẫy, qua bẫy rắn để xem có được có con rắn nào chui vào không.
đường trước. Phía trước thì liệu có con gì, có con rắn hay con gì. Cô xưa thì quên rồi, ra đến đây lại quên. Có mang súng đi để bắn con chim, thấy con chim hay con gì thì bắn, nhưng mà lại quên. Chắc chắn là con chim, chim còn. Được rồi, cứ xuống xem bẫy rắn đã. Nếu mà thấy chim thì lại về đây xung. Quay ở dưới cái ngăn bàn này, sẽ có con gì ở đây.